Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Quang Minh Audio hôm nay về được tiếp ba cái mẫu dây tín hiệu JAV của Hitachi bãi Nhật, một trong những dòng chất lượng cực kỳ là ổn định. Quang Minh Audio làm video clip này để giới thiệu cho quý vị và các bạn tham khảo, để quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình những cặp JAV, cặp dây tín hiệu để xứng tầm với cái bộ dàn âm thanh của anh em. Đó. Như trên màn hình đây, tôi sẽ có ba cái mẫu là mới về, và một trong những là mẫu những hàng dây tuyển chọn của Quang Minh Audio. Dây AV Hitachi bãi Nhật với lõi đồng mạ bạc, có lõi đồng mạ bạc và cho những cái giải cao giải mid thì cực kỳ tốt, cái tiếng cực liệt sáng. Và ở ngoài hầu như thế này, dây nào cũng vậy, ở ngoài là một lớp vật liệu đặc biệt chống cháy, chống nhiễu, và sau lớp cái vật liệu này là đến một lớp lưới chống nhiễu mạ bạc, và phía trong là những cái lớp lõi bọc mạ bạc được bọc chống cháy anh em nhé, chống cháy chống nhiễu đó. Những anh em mà chơi những cái dòng dây tín hiệu của Hitachi của bãi Nhật này thì đảm bảo cho anh em là cái tín hiệu của anh em, cái chất lượng của anh em thì nó được cải thiện rất là nhiều. Có nhiều bác đã chia sẻ là cảm nhận như là thay những bộ dây tín hiệu này vào thì được cảm nhận như là được thay những cái bộ dàn mới đó, để thấy được những hiệu quả của cái dòng dây này mang lại đó, cực kỳ là tốt anh em nhé. Dây thì cực kỳ là mềm đó. Đầu tiên là muốn giới thiệu cho anh em một cái đầu này, một cái dòng dây Hitachi bãi Nhật này, với anh em nhìn ra tôi sẽ bắt led cho anh em đó, với những cái đầu rắc này đó, anh em để cho rõ trở cho anh em nhìn đấy. Hitachi đấy, Hitachi bản này là bản DZFT anh em nhé, đó để ZFT đầu rắc khá nhỏ gọn đấy. Đầu này đó, cắm rút thì rất cực kỳ là chặt chẽ luôn đó, cắm tất cả các thiết bị không một cái hiện tượng là lỏng lẻo đấy. Thiết bị của anh em là không một cái tiếng có hiện tượng là sôi sạn hay ù lèm méo tiếng đó anh em nhé. Cốt dây thì dây của Hitachi, nó tất cả đây là dây của Hitachi thôi. Tôi sẽ một sự đề ra cho anh em nhỉ, đó anh em nhỉ, Hitachi đấy. Tất cả dây Hitachi trên đèn Hitachi đó anh em nhé. Và dây thì cực kỳ là mềm anh em nhé, dây này cực kỳ là mềm, mềm dẻo linh hoạt đó. Cốt dây thì Hitachi bãi Nhật đấy, đồng mạ bạc cũng chia sẻ anh em rồi đấy. Đó. Những cái bộ như này thì chúng tôi DIY về cho anh em, những bộ này là dài tiêu chuẩn là 1 mét anh em nhé, 1 mét đó. Ví dụ như là một cặp 1 mét thế này, bản Hitachi DZST này, nó dài 1 mét đó, như này tiêu chuẩn tất cả 1 mét hết anh em nhé. Đó. Đó. Dây cực kỳ là mềm đó, đây là một bản Hitachi bản DZST, và có một bản cao cấp hơn này này để anh em cùng so sánh cầm này. Cốt dây thì cũng lớn hơn anh em nhé, anh em nhìn này, hai cốt dây lớn hơn đấy, lớn hơn hẳn, đầu rắc cũng khác biệt luôn đấy, bản này cũng gọi là bản cao cấp hơn đó, bản này thì cũng đầu rắc Hitachi anh em nhìn này, các đầu rắc đấy, được mạ vàng cực kỳ là đẹp mắt đấy. Đó đấy, anh em nhìn rắc của Hitachi đấy, tất cả của Hitachi anh em nhé. Cốt dây thì đây cũng là dây của Hitachi đó. Ở đây show cái cốt dây ra cho anh em nhỉ. Đấy. Cốt này là lớn hơn cái cốt dây bản DZST anh em nhé. Đó. Đấy, dòng này là tôi gọi là con này là D Hitachi HCV. Đó, bản này thì cũng dài 1 mét đấy. Các anh em nhìn đầu rắc à. Tất cả đầu rắc của mạ vàng cực kỳ là đặc cấp. Đó. Bản này thì cũng cắm được mọi thiết bị thôi. Cải thiện là chất âm thì cực kỳ tốt đó, những cái đầu rắc này kể cả thiết bị cổ anh em đều chơi được đó, rồi đây đó. Và một cái bản cao cấp nữa muốn giới thiệu cho anh em đó, bản này là bản đầu rắc carbon rắc khóa anh em nhé, rắc carbon khóa đó, đấy, đầu rắc carbon khóa anh em mà sử dụng như đầu này anh em phải ới ra đấy, bỏ lợi ra này, sau đó cắm thiết bị vào, cắm vào thiết bị sau đó vặn chặt vào sẽ nó đầu carbon khóa, thì chúng tôi sẽ còn cả màu vàng này, đầu rắc vàng đen, một đầu rắc carbon trắng này. Những bộ này được bọc sắc rắn bảo vệ này, bảo vệ cốt dây và bảo vệ lõi phía trong đó đấy. Chất lượng của cái dòng này thì cao cấp nhất, bộ này thì hiện tại là của Hitachi thôi, có bộ bản này bản cao cấp nhất anh em nhé. Và cái ba cái bộ này giá cũng cực kỳ là tốt, để cho anh em giá cực kỳ là tốt thôi, giá cực kỳ là hợp lý. Cái bộ DZFT này của Hitachi bãi Nhật này, một cặp dài 1 mét. Đấy, một cặp nghĩa là một sợi đỏ và một sợi đen như này, dài 1 mét đấy, dài 1 mét này cũng 320.000 trên một cặp này anh em nhá. Đó, 320.000. Và cái bản kêu hơn một chút, tôi gọi là CV này đấy, bản này thì một cặp này, một cặp hai sợi, một sợi đỏ sợi đen này đấy, thì có giá là 420.000, đắt hơn 100.000 anh em nhá, 420.000 trên một cặp này nhé. Và
cái bộ cao hơn một chút, bộ đầu rắc carbon này, có rắc vàng đen này hoặc là trắng này, với giá là 600.000 trên một cặp anh em nhé. Đó, và anh em mà yêu thích cặp nào, cần như cặp nào, anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio, số điện thoại 0944737321, tôi dùng Zalo số đó anh em nhé. Đó, và anh em nào ở Hà Nội hoặc Sài Gòn cũng có thể qua trực tiếp các cơ sở của chúng tôi. Hà Nội chúng tôi có ở Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên và một cơ sở trong Sài Gòn trong quận 7. Đó, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn nữa, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip kế tiếp.